Rồi mọi người thấy cái cảnh này là mọi người hiểu là hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện lần đầu vượt cạn của Lucy như thế nào và 24 tiếng đồng hồ để gặp em bé Nami nhà mình. Vì là lần đầu sinh con mà cũng là sinh ở độ tuổi khá là trễ nên là mình muốn mọi thứ được chuẩn bị kỹ nhất có Thì thể. lần này tâm lý đã được chuẩn bị rồi nên là mình khá là ung dung luôn. Ăn uống, make up, gọi đầu, làm tóc, đầy đủ một combo thật là xinh đẹp trước khi đi đẻ. Không biết mọi người sao chứ bản thân mình thì mình luôn muốn mình thật sự là xinh đẹp trong những ngày trọng đại của cuộc Mình đời. nghĩ là tinh thần mình thoải mái như vậy cũng có thể là do chồng mình lúc nào cũng ở bên cạnh mình 24 trên 24 hết. Mà mình yên tâm cũng có thể là do mình chọn sinh ở bệnh viện IH cho lần này. Bởi vì cả thai kỳ mình đã khám thai ở đây rồi, về cơ sở vật chất, dịch vụ mình thấy rất là ok và đội ngũ bác sĩ thì lại rất là có tâm nữa. À mình thì chọn phương pháp sinh thường như mọi người, tại vì sinh thường thì sẽ tốt cho con và mẹ lại mau về giáng Nên nữa. là khi mà đi khám bác sĩ nói là 80% mình có thể đẻ thường được, lúc đó mình rất là vui Cô luôn. gái này đang rất là vô tư vì còn đang suy nghĩ là mình sẽ đẻ thường được nha mọi người. Layout đi rặn. Thì tầm là 10 giờ nè mọi người và tụi mình bắt đầu được đưa lên phòng chờ sanh. Suốt 10 tiếng đồng hồ mà mình chỉ nở thêm được có một phân và hiện tại là chỉ được có 3 phân thôi. Và phải nở được tới 10 phân thì em bé mới chui ra được. Trời ơi. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn cứ lạc quan thôi đúng không cả nhà? Tại vì đoạn này thì tụi mình vẫn không biết là tụi mình phải chờ thêm khoảng tầm 7-8 tiếng nữa. Rồi xong khúc này mới bắt đầu là sụp đổ nè. Tại vì bác sĩ báo nếu như mà mình không nở thêm được phân nào nữa thì có thể là sẽ phải mổ. Mẹ chịu được, ba ở bên cạnh mẹ. Em ra đi. Cái khúc này là chồng mình với mẹ mình đã bắt đầu rất là lo lắng luôn. Tại vì mình thì cố gắng sanh thường, muốn chờ đợi. Nhưng mà sức khỏe và mọi thứ lại không có cho phép. Nên là tụi mình đã quyết định là mổ để cho mẹ nhẹ nhàng và bé cũng được an toàn. Ôi trời, khúc này là không thể nào nín khóc được luôn á mọi người ơi. Nhưng mà lại không dám khóc. Tại vì nếu mà khóc thì sẽ là không có thở được. Mà nếu như không có thở được là phải gây mê chứ không được là gây tê. Mà gây mê thì sau khi đẻ xong mình sẽ không có được cái gọi là da kề da với con. Mình không có thở được thì em bé ở trong bụng cũng bị thiếu oxy á cả nhà. Nhưng mà trời ơi, mình quay qua thấy bé chồng của mình khóc tu. Xong rồi hả, cứ nói là vợ cố lên thương vợ thế, vợ cố lên thương vợ thế. Bây giờ nghĩ lại mà thấy buồn cười. Nhưng mà thật ra lúc đó thấy ổng khóc tôi cũng muốn khóc theo nữa mọi người. Nhưng mà phải ráng 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 lắm để không khai khóc. Kể đi thôi. Có gì mọi người đón chờ phần 2 của mẹ Nami nha.